Hello, xin chào các bạn. Các bạn ơi, bây giờ Khải sẽ tắm cho Sam các bạn nhé. Do có một số bạn không thích nhìn thấy bỉm của Sam tháo ra nên là Khải tạm dừng để tháo bỉm của Sam ra tắm cho Sam các bạn. Rồi các bạn ơi, vậy là Khải đã tháo bỉm của Sam ra rồi. Bây giờ Khải sẽ để cho Sam được tắm thoải mái một cách tự do trong một một cái bồn tắm khác cho Sam đây các bạn.